Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi live stream tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Ngày hôm nay thì bên MCAT xin giới thiệu tới quý vị một khách hàng đến với MCAT để thực hiện lại cái sửa lại cái mối mà mình đã làm không có ưng ý á. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Nhi. Thì trước đó là mình đi rất là nhiều thẩm mỹ viện để mà tìm hiểu cái vấn đề mà mũi bị lõm sau khi mà làm bị nhiễm trùng á. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là mình rất là stress, tâm lý rất là hoảng loạn luôn. Một tuần mình đi tới đâu thầm 20 mấy cái thẩm mỹ viện để mà mình tìm hiểu coi là cái chỗ nào uy tín và nơi nào có thể giúp mình trị cái sẹo lõm đó. Thì mình cũng cảnh báo các bạn luôn, lúc trước khi mình bị làm mũi á, mình rất là tiếc tiền. Thật sự luôn, cái mũi của mình làm chỉ có 7 triệu thôi, thì họ làm sai quy trình, họ dỡ mũi mình lên giống như mũi cấu trúc vậy đó, và làm mà bị lòi sụn và cái đầu mũi mình nó hoại tử, thì nó dẫn đến cái lõm đầu mũi. Vâng, đây là cái đầu mũi của chị lúc mà trước khi tới với MCAT nha quý vị nha. Dạ rồi, đâu mình có thể chia sẻ tiếp để các quý vị có thể hiểu rõ hơn không ạ? Khi mà các bạn làm mũi á, thì mình nên khuyên các bạn một câu chân tình luôn, là các bạn nên đến những thẩm mỹ viện lớn, những bác sĩ có uy tín và những nơi có phòng cấp cứu. Khi mà mình đã gây mê mà sử dụng chất tê nữa thì nên có phòng cấp cứu mình hẳn làm. Tại vì nếu mà chẳng may mình có bị sốc thuốc hay gì thì có bác sĩ họ lo cho mình tại nơi. Thì khi mà mình tới bệnh viện em khác tới đây thì mình lúc đầu cũng hơi sợ. Thật sự luôn, mình chia sẻ với các bạn lúc đầu mình cũng hơi sợ, là vì mình sợ không chữa được cái mũi của mình mà sợ tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà mình gặp được bác sĩ Đoàn Duy Dũng là giám đốc của bệnh viện em khác á, thì mình thấy mình tin tưởng hơn. Thứ nhất là bác chữa cho mình cái sẹo mũi ở trên đầu này nè, bác tiêm mỡ vào cho mình. Trước đó thì mình đi rút sụn mình không có tiêm mỡ vào, nhưng mà bác có khuyên là bây giờ tiêm vào vẫn còn kịp, thì sau đó thì khoảng 6 tháng thì có thể làm lại mũi được rồi. Hiện tại cái mũi của mình hết lõm rồi, có thể cao hơn một chút xíu nữa đó. Thì mình nghĩ các bạn cũng nên tới bệnh viện em khác để mà tư vấn những cái giống như là nâng mũi nè. Thì bên cạnh đây cũng có cái voucher. Thì bạn nào mà share like cái clip này thì sẽ mỗi bạn sẽ được một cái voucher trị giá là giảm 30% cạo vôi răng và 15% tẩy trắng và chám răng nha các bạn. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Em xin chia sẻ với mình một chút là bác sĩ Đoàn Duy Dũng là một bác sĩ trưởng khoa thẩm mỹ về khuôn mặt ở bên bệnh viện em á. Dạ, bác cũng khá là mát tay đấy chị. Dạ. Thì bác cũng rất là vui vẻ. Mình cũng có chia sẻ các bạn như thế này, thì trước đó mình cũng nói vấn đề về cái tiền á, về cái kinh tế á, thì mình cũng đã rất là lo lắng về cái vấn đề mà sợ sửa lại rất là nhiều tiền. Nhưng mà bên bệnh viện MCAT á, theo mình biết á, thì có những cái ca có tài trợ cho những bạn không có điều kiện và giảm có thể là giảm tối đa có thể của bệnh viện cho các bạn không có điều kiện. Và cũng có khi có những cái mini game lớn miễn phí cho các bạn luôn. Thì bạn nên tới gặp trực tiếp các bạn nhân viên tư vấn tại em khác, có đeo bản tên đàng hoàng thì hãy hỏi nha. Tại vì em khác có rất là nhiều bác sĩ khác nhau nên là nhiều khi hợp tác đó mấy bạn. Nên là mình cũng nói thẳng luôn là bạn nên trực tiếp gặp bác sĩ hoặc là gặp tư vấn viên của em khác để tư vấn. Nhiều khi có mấy bạn là bạn làm bác sĩ hợp tác tới đây hỏi thì cũng hơi là khi không gặp được bác sĩ thì mình cũng theo mình được biết lúc đầu mình vô mình cũng không phải là gặp nhân viên tư vấn ở đây nữa, mà mình gặp một cái bạn ở bệnh viện khác tới hợp tác với em khác. Sau khi mà mình tìm hiểu thì mình chỉ tin tưởng bạn khác thôi đó. Thì mình cũng chân thành gửi đến các bạn những cái lời khuyên này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cho em hỏi một chút là không biết từ nguồn thông tin nào mà mình biết đến bệnh viện em khác ạ? Thật sự luôn là mình lên Google mình tìm một tuần là mình đi tới 20 mấy cái thẩm mỹ viện. Rất là sợ, tâm lý stress, hoảng loạn, rồi mình bị mất việc, gia đình thì xào xáo, nói chung là cái mũi rất là phong thủy. Rồi sau khi làm mũi xong thì chị có thấy sự thay đổi gì không chị? Có chứ, sự thay đổi lớn luôn. Là thứ nhất là mình kiếm được việc mới. Cái thứ hai là chỉ trong vòng một tuần nó quay nhiều thứ lắm, là mình còn có thêm một cái khoản nhỏ nhỏ từ cậu của mình á, cho mình một chút xíu để sau này ví dụ mà có làm cái gì mũi lại thì nhỏ nhỏ, thì mình cũng rất là cảm ơn đội nhân viên ở bên mình với lại bác sĩ Đoàn Duy Dũng. Thì bác rất là dễ thương, bác rất là mát tay. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị nhé. Qua livestream này thì em cũng xin giới thiệu tới quý vị một công nghệ mới của bên MCAT, đó là máy mọc phớt. Khi mà
các bạn tới để tư vấn khuôn mặt tại bệnh viện MCAT á, thì các bạn sẽ được chụp mô phỏng với máy mọc phớt. Tức là sao? Tức là các bạn sẽ biết được khuôn mặt trước và sau khi phẫu thuật của mình như thế nào, và các bạn có thấy hài lòng không? Trước khi mà mình có làm mũi á, thì mình nên tư vấn trước một tuần. Nên đến tư vấn trước một tuần, sau đó có một cái máy gọi là máy 3D á các bạn. Đúng rồi, máy mọc phớt 3D chị ha. Mô phỏng cho mình là mình sau khi mình làm sẽ cao như thế nào, rồi cái tỷ lệ gương mặt của mình chỗ nào thiếu là sẽ có hết. Sắp tới đây á là mình cũng có thể là đi quất cái cặp la lên nữa. Tại vì mình sinh con xong rồi á nó hơi là nhỏ với sợ. Thì ở đây thì có bác Kim là chuyên về làm ngực, là giám đốc của bệnh viện này luôn. Thì ở đây thì mình rất là tin tưởng bác Kim. Thì nếu mà các bạn sắp tới không có nâng ngực thì các bạn có thể tới nhờ nhân viên tư vấn ở đây làm ngực cho các bạn và yêu cầu bác sĩ Kim làm cho các bạn. Còn về khuôn mặt thì mình nghĩ là các bạn nên nên tới bệnh viện em khác, tại vì cái mặt người ta nói là mặt tiền mà làm hư rồi và chữa lại rất là đắt tiền, còn hơn là cái mũi mới nữa. Nên các bạn đừng có như mình là tiết tiền nha. Cảm ơn chia sẻ của chị nha. Vậy thì các bạn có băn khoăn thắc mắc gì á về bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào như là khuôn mặt này, vòng 1, vòng 2, vòng 3 và kể cả vòng kín, thì hãy cứ like, comment hoặc là inbox trực tiếp tới trang của bệnh viện MCAT, thì các tư vấn viên của chúng tôi sẽ trả lời một cách nhanh nhất nhé. Xin nhắc lại nha các bạn, nếu mà các bạn share livestream này và tag các bạn của mình vào cái comment của cái livestream này thì các bạn sẽ được tặng một cái voucher giảm 30% về răng nha khoa tại bệnh viện em khác nha các bạn. Các bạn đừng quên nha, ở đây có 10 voucher cho những bạn nào mà nhanh nhất, ra 10 bạn nhanh nhất nha các bạn. Dạ vâng. Cảm ơn chị ạ.